không mát hoàn lại tiền anh em nhá. Chạy mà được 10 tiếng mà hết cũng hoàn nhá anh em nhá. Đây là bản nâng cấp mới nhất hiện nay anh em ạ. Quạt năng lượng mặt trời. Phiên bản cũ của quạt này là sử dụng pin 5A thì bây giờ mình đã nâng cấp lên pin 10A anh em ạ. Rất trâu bò. Đây cho anh em xem về cái tính năng của quạt này nhá. Quạt này mà mùa nóng này mất điện chạy thì thôi rồi anh em ạ. Đừng hỏi tại sao ở đây. Cho anh em xem qua về quạt nhá. Đây. Ở đây là sạc pin đầy nhá. Quạt có 12 chế độ anh em ạ. Anh em bật ở đây nhá, tăng giảm công suất ở đây. Đây là số 12 là kịch này. Bật tắt ở đây. Nó sẽ báo cho anh em phần trăm pin và phần trăm đang nạp điện vào nhá. Đây tấm pin đây. Đấy, dòng này chạy mát lắm anh em ạ. Đã luôn. Nói chung là mất điện mà dùng con này thì thôi hết nước chấm. Mà kể cả anh em có điện chăng nữa để trong phòng chạy thì cũng hết nước chấm luôn anh em ạ. Đây tấm pin đi kèm này. Tấm pin 20W anh em nhá. Đây là dòng pin 20W, kích thước của nó là 350 x 400. Đây xem thông số luôn để cho anh em nhìn cho rõ này. Dòng này mất điện mà lắp cho gia đình một cái thôi thì chạy tuyệt vời ông mặt trời luôn. Bình thường ở trước khi anh em dùng ý, thì là pin đi theo máy nó hơi lỏng một tí. Đây, đây là quả pin đi theo máy anh em nhá. Pin 18650 và sử dụng là 4 cell. Thì bên mình đã nâng cấp lên thành 8 cell ở bên trong. Chạy đã lắm anh em ạ, tuyệt vời luôn. 12 cấp độ gió, chỉnh các kiểu, quạt cánh lồng sắt nhá, rất là bền luôn. Và trang bị là sơn tĩnh điện. Dòng này mà gắn ở trong phòng chạy thì thay cái quạt con cóc được. Chạy mát lắm, ok. Đây. À đây quên cho anh em xem cái xem cái sạc ở trong nhà nhá. Bộ này còn đi kèm một cái sạc nữa anh em ạ. Đây sạc bên trong này. Còn một cái sạc 9V nhá. 2A. Nhưng mà cái sạc này thì khuyến cáo anh em là chú ý này. Cái sạc này nó dùng cái chân phổ thông. Tức là cái chân này rất dễ nhầm cắm sang 12V nhá. Không cắm được 12 đâu anh em ạ. Cái đồ của anh em này nó làm rất quái luôn anh em ạ. Nó thiết kế nó ở trong nó lại dùng hệ pin là 2 cell ghép với nhau lên 7.4, dùng sạc 9 để chạy quạt. Chứ nó không dùng hệ 12 anh em ạ. Đấy tức là nó nếu dùng hệ 12 ấy, thì anh em dùng cái sạc 3 cell rất dễ. Nhưng mà dòng này lại chơi là sạc 2 cell anh em ạ. Lại chơi một mình một kiểu. Nhưng mà được cái thì mát lắm. Nói chung là mất điện hoặc là lắp trong phòng, phòng có trẻ con thì nên sắm một cái. Sau đó là dòng một cái tấm pin này lên nóc nhà. Đây, dây đi kèm dài lắm anh em ạ. Đây. Cho anh em xem nhá. Đây. Đây nhá. Đây. Thông số quạt ghi đây nhá. Đầu vào, đầu ra. Ở phía sau trang bị một cổng sạc USB này. Anh em nào thích sạc điện thì cắm ở đây. Còn anh em mở đây ra là ra hộp pin. Hộp pin ở trong thì bên mình đang lắp là 8 quả. Bây giờ mở cho anh em xem pin nhá. À, anh em đã mất tiền mua thì mình khuyên thật là lên mua bản nâng cấp này anh em ạ. Bởi vì nhiều ông bảo thì mua bản thường thì nó khác cái gì đây. Xem luôn này. Đây quả pin gốc này. Đấy. Quả pin gốc là 4 cell nhá. Mà anh em biết đấy, pin nhà máy thì nói chung là cũng dùng được thôi chứ còn thông số thì nó báo ảo lắm. Còn pin bên mình là nâng cấp lên thì sẽ cho anh em rõ thông số máy. Rõ là bao nhiêu điện, dùng ra làm sao, thông số thế nào nó báo rất chuẩn luôn anh em ạ. Đấy. Và qua cái máy đo kiểm tra nên là đảm bảo dung lượng chuẩn nét luôn. Dùng tuyệt vời luôn. Đây. Đây là những cái thông số cơ bản của cái bộ quạt này anh em nhá. Anh em tham khảo. Nhưng mà mình khuyên thật là nên đầu tư mua cái quạt mà đã độ pin. Bởi vì mua cái không độ pin chạy nó lởm lắm anh em ạ. Kể cả là máy khoan pin các thứ của anh Tàu cũng thế. Không độ pin vào chạy rất là chán mớ đời luôn. Đấy, nâng cấp xong khác hẳn luôn, khác bọt lắm anh em ạ. Đây.